Sữa tiệt trùng hiện an toàn trước virus cúm gia cầm. Đây là kết luận mới nhất của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA. Kết luận này phần nào trấn an những lo ngại trong cộng đồng về khả năng là dịch cúm gia cầm lây lan sang những nguồn thực phẩm thiết yếu. Phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ thông tin chi tiết. Theo kết quả thử nghiệm bổ sung, FDA cho biết họ không phát hiện virus còn sống cũng như có khả năng gây bệnh trong các mẫu sữa thương mại. Trên cơ sở đó, FDA tiếp tục nhận định rằng sữa thương mại hiện nay là an toàn và quá trình tiệt trùng vô hiệu hóa được cúm gia cầm có khả năng gây bệnh. Ngoài ra, kiểm tra một số mẫu sữa công thức cho trẻ em bán lẻ, FDA cũng không phát hiện thấy gen virus hoặc là virus. Trước đó, cơ quan này xác nhận phát hiện đoạn gen của cúm gia cầm trong khoảng 20% mẫu sữa thương mại được kiểm tra, trong đó phần lớn là tại khu vực có các cái đàn gia súc bị mắc bệnh. Hiện tại thì FDA tiếp tục khuyến cáo không sử dụng sữa chưa tiệt trùng, đồng thời đề nghị lưu ý việc tiêu hủy sữa của bò bị nhiễm cúm nhằm tránh tạo nguồn bệnh lây lan. Hiện tại thì cả Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới đều nhận định rằng nguy cơ đối với y tế cộng đồng do virus cúm gia cầm còn ở mức thấp. Tuy nhiên, các nước cần cảnh giác và triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ con người tiếp xúc với gia cầm và động vật có khả năng nhiễm cúm. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ California, Mỹ. Thưa quý vị, bệnh cúm gia cầm trên người thì hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như là chưa có vaccine phòng bệnh. Virus AH5N1 là chủng cúm độc lực cao, người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ cao vào khoảng là 50%. Và trước đó thì các nhà khoa học đã phát hiện ra virus cúm H5N1 ở trong sữa của động vật bị nhiễm bệnh. Nhưng mà không biết là virus này tồn tại được bao nhiêu lâu, nhưng mà các nước thì cũng đưa ra khuyến cáo cho người dân là sử dụng sữa tiệt trùng, tránh sử dụng sữa tươi mà chưa qua xử lý. Vâng, cảm ơn anh Quốc Anh.